Đây là bạn Dương mới chuyển từ trường Sắc Sang. Đề nghị các em chờ một lát. Em bảo đọc số cho bạn vui. 0946 492 766. Đây là số của bố với mẹ em. Không phải phốt. 4 người nhờ mua xuống văn phòng biết mặt việc thôi. Giọng như đàn ông ạ, đi về. Ê, đi đâu? Ở lớp này thấy ra là ngoài kiểm tra ba biết. Trong gió, trưởng đến phát hiện được không ạ? Giải tàn học về trên phố tung tăng. Còn đau, còn đau áo hoa. Bao yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim. Và còn lại trong ta những tháng ngày dài, nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, ép trong tràng vừa liều bút ấy. Thiếu gian còn tháng năm có phải ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Để thì em trả lời nghiêm túc. Em trả. Bạn Linh ạ. Tôi sẽ thu bài. Sao nhắm mắt đó? Mày nói gì đấy? Mày nói gì bạn nào ấy? Lớp thứ tư. Điểm kiểm tra của chúng ta lần này rất là thấp. Ơ, tại sao bạn thấy? Lớp mình phải cao hơn chứ. À, bạn bảo trật tự tôi nói. Điểm kiểm tra lần này của chúng ta rất là thấp. Thì các bạn học hành với tôi. Lớp mình có bạn Lân là cao điểm nhất được 5 điểm. Thế thì cơ? Nó, lớp trưởng. Thế đấy. Tất cả các bạn hôm trước thì đánh số bài đều không cần hết. Lớp em cũng vẫn với cục răng ra đây cũng bị đánh dấu. Nào bạn Tăng. Em đi bó tay rồi. Em thấy nhỉ? Em đi bó tay rồi. Con kia. Thằng xấu ấy. Hả? Nhìn cái ôm. Đúng không?
Nhưng mà thế này ấy, trong trường này ấy, thì phải dành cho những người có điều kiện, coi nhà giàu, có gia thế và phải có một chút nhan sắc, chứ không phải là cái loại như mày, mày hiểu không? Có thằng này, trong giờ mày mách hiểu ai? Chuyện của mày à? Đi. Trong giờ cái bài kia là có mà sao vậy? Các chị làm mặt thôi à? Các chị vừa làm cái trò gì ngoài anh Nam đấy? Tôi hỏi mà không ai trả lời à? Mày mày làm cho nó giáo dục tổng thể và học sinh mới á? Mày nói gì đấy? Mày có gì tao đọc cơ? Mày đừng có bắt đầu mới nha. Có rồi thì xuống đây. Đừng bắt đầu tao. Lên là không có đọc ạ. À? Mày đánh tao nhá. Tao lên tao mách con điều gì đó. Tao kịp mày. Mách con. Mày đi. Này nè, này. Lớp cho tôi. Tất cả ngồi vào chỗ thầy sinh hoạt lớp. Thầy có biết là nhà bọn em á đủ điều kiện để cho bọn em vào đây thì bọn em đủ điều kiện để đuổi việc thầy. Thầy có thể mất nghề bất cứ lúc nào, thầy có biết không? Học kỳ vừa rồi thầy thấy rất ấn tượng với điểm số của lớp 3, đặc biệt là bốn bạn học sinh cá biệt, đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay. Em chị chuyển thầy ạ. Thay mặt bốn bạn cho em xin lỗi vì những chuyện vừa qua của, cũng như là đã hiểu lầm thầy và cho tớ xin lỗi nhé Hương. Chúng mình từ bây giờ làm bạn hơn nhé. Lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa.